lên B á. Đáng xin 4 năm tình yêu. Biên lần nghĩa là đây có thằng lọt rồi. Nó bỏ, bây giờ nó bỏ lên cái 50 lần. Mày mẹ ăn cái gì? Đó là người gì thôi. Lướt lắm á. 200. Đó là tù. Đúng là vô cái chương trình của nguyên của cô đó. Coi không biết là đâu. Còn nó là chắc chắn là phải giảm lại. Nhưng mà cái con trời ở dưới cũng thấy bây giờ tối nghỉ.